Chị dám yêu không? Liền. Ờ chiêu rồi, rồi có gì rồi chị chơi trách nhiệm chứ không? Chưa có lọt kho đó. Đã đang rưỡi rồi. Ờ chưa có lọt kho đó, chị còn mầm khum đó hiểu không? Chị này chưa cắt chỉ hả chị? Ờ đứng chỉ đó, bước chị là chưa cắt chỉ gì nữa, về chị cắt chỉ cho ảnh luôn. Ủa. Chị Út cười đẹp quá, chị Út cười lại vậy nè. Chị Út ơi. Rồi sao? Có suy nghĩ từ không hả sao? Ngồi đi, ngồi xuống đi, ngồi. Ờ dùng đây một trà xiên vàng không kem 10 ly 20 ly luôn đi, 30 ly hơn ly hả má, làm thiệt của má. Chị lớn, anh gì chỉ cho anh gì má xì lớn nha. Chị chứ anh gì? Chị chứ anh cái gì má? Cái gì bà lựa đi bà, chị cho một cái cà phê đá ít đường. Xe nhỏ. Cái chè hả? Anh uống trà sen vàng luôn đi. Hai trà sen vàng. Ba trà sen vàng. Cho chị 4 trà sen vàng luôn đi ha, 4 trà sen vàng. 4 trà sen vàng trước đi rồi lát họ kêu tiếp. À, hiện tại em đang nhận là 6 ly. 5 trà sen vàng size lớn, 1 ly không kem, 1 ly đá size nhỏ. Nhà mình được mua 2 bánh ngọt, có tới 5 bánh ngọt. Anh không bánh ngọt không? Thôi đem trả cho bà hai ơi. Trả cho như vậy. Mình có 2 bánh không? Ừ, thêm 2 bánh ngọt luôn đi. Lấy bánh nào cũng được. Ừ, 5 được chưa? Em trả cho đâu rồi? Thôi, trả cho má. Thôi, trả cho nè. Cái này. Nè. Trời. Đó, bóc của ai thì người đó trả, đúng không? Hay quá. Không chờ. Không chờ. Thôi đợi, ok chờ nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống nè. Rớt khóa luôn. Nhìn dữ vậy anh Lân. Nhìn dữ vậy anh Lân. Anh muốn lấy em hay gì? Anh lấy em hay gì vậy? À. Hồi trời ơi, tôi muốn miếng cái đó về bà nội. Nó với cà na ngon lắm, má hai ăn đi má hai. Ừ, ăn đi. Hâm ra. Ngon chứ trời. Ngon ha. Ngon ha. Biết chưa ngọt ngọt. Ngon, tao biết hộp này nó dai dai nữa. Đồ ngon quá trời luôn cả nhà ơi. Cái này nó hay cởi quần nè má mọi người. Sexy show Thái Lan luôn. Dâm luôn. Ở đâu gần đây má ai? Bên kia ra qua phà. Qua phà nữa hả? Là cái cẩn tiếng. Vui. Chấn động chai không luôn. Ở đây tối khuya có xe về không má ai? Có. Hôm nay mới ngủ lại sáng về. Sáng đi show sớm. Vậy hả? Có, khi có xe về. Nhìn thấy một giờ mới hết xe lận. Quay quay giống nội. Quay quay giống nội. Hết tao đẹp cái gì á? Đẹp cái gì vậy? Mày cũng muốn lấy tao nè. Không lấy tao nè. Tóc tao dài. Tóc tao dài. Cột tóc đi má hai, cột tóc đi. Cột tóc nha, cột tóc nè, cột lên nè. Đỏ tóc là cột má. Nó cột bà nổi. Ăn. À. Ăn lưng. Ngon, cà na ngon quá nè. Rất cảm ơn cà na rồi đó. Nuốt cái hộp luôn được không? Ừ, chết má. Chứ con trắng chết mình lợi. Hại quá em, nuốt hộp cà na đi luôn. Tối nay má hai sexy show cho mọi người coi nha mọi người. Tối nay đón xem nha. Mọi người đón xem nha, sexy show nha. Cái này là chằn chuồng luôn đó. Quỳ trắng đậm luôn. Bậy hơn xuống Thái Lan nữa đó.
tối nay biểu diễn múa lửa, xiết lửa, uống lửa, mà đặc biệt là em đáy cái lửa luôn cả nhà nghe. Đáy cái lửa luôn đó, cả nhà đón xem, đón xem. Vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ, không quạo nghe. Mấy hai có đi tập thái mấy hai. Đi, mừng hai đi nè. Dạ hả? Đi tới 18 mới về. Trời vui vậy. Chấn động, năm nào cũng đi chân má. Vui lắm. Ai về quê, về quê ăn Tết. Quê của tụi mình đó đó bà. Mai bốc cho em dây em đi đi. Bốc hai dây luôn nha. Hai dây luôn bà. Được. Ồ, nghịch. Dù bề lắm. Dù bề lắm, hút âm. Thôi má ơi, sủ uống ghê đi má. Uống cái đứa khác mấy chục ngàn, có cái 45 ngàn. Uống cà phê đi cho được. Ừ, uống cái khác đi, cà phê sữa đi ha. Ồ, cà phê sữa đi, với bà lượm uống trà sen. Em làm cho chị ly trà sen đi, với ly cà phê sữa. Thôi làm ly nhỏ đi, làm ly nhỏ đi. Ừ, hai ly ly nhỏ hết đi. Mắc cỡ cái đâu cỡ vậy. Trời, đổi mặt với đổi mặt với em kìa. Đó, chị mắc cỡ luôn. Ờ, cái đó mắc cỡ chị, muốn sụt 30 chê. À, bán quà xíu tới rồi, tao mới luôn á, kế bên nè. Mới luôn á hả? Luôn dạ, qua phà này là tới rồi. Phà cho Quy Nghĩa đó, làm bà đi đó là qua phà chị xíu tới rồi. Bà theo chơi luôn. Ở bánh người ta môn lắm ha, càng quậy càng ngon ha. Vui lắm. Trần ơi, cho em mướn cách thề cho mọi người ngủ ở bên đây. Cái bà hốt sao à? Dạ, gì chị? Cái bà đẹp không? Chị. Muốn sụt 30 chê, muốn sụt 30. Sụt 30. Phải cỡ kìa. Phải cỡ kìa. Cười ra là nhớ, cười nhớ. Cười cái ống. Cười nè, cười lại đi, cười nè. Cười nhắn nghe chị kìa. Cười. Cười ngồi nè, chị kêu đây ngồi đi. Chị. Mắc cỡ. Nó nói gì, nó nói gì? Sợ à, hắn đầu hả? Nó ghế chưa? Bà liếm đi liếm mà bà cái ổng đi. Đầu. Ờ. Đầu được chứ, bà gì anh? Dạ. Yếm mấy chè, yếm chị là... Bà còn chinh mấy không? Mất cỡ gì đó. Chị. Cái nào ạ? Ăn đi. Ăn đi. Nữa nè. Nè. Ngồi nước con hụt thì chết đó ná. Nó mất cổ chết đó nha. Ngọt rớt, hưởng nhọn lắm mà thử. Móc ra không kịp luôn. Ăn chỗ. Mấy chị anh ăn ngon kìa. Mấy đường ngon lắm. Thấy chị không đậm đà không? Hả? Thấy chị không đậm đà. Đậm đà. Thơm ngon từng giọt cuối cùng luôn. Ngon. Cái này ngọt quá, sao không ăn rồi. Không có lấy chồng hay không? Còn má hai ký hiệu rồi má. Vậy lấy chai Long Xuyên. Chị lấy chai Long Xuyên không chị? Chị làm dâu đi không? Trời ơi, chai Long Xuyên mặn mà lắm chị thiệt. Chịu không chị, em gả cho chị luôn nha. Ngon ăn không nè. Trời ơi, thơm ngon giờ cuối cùng luôn. Ngon dữ lắm luôn, đậm đà thơm à. Ngon. Đấy đi. Chị không chị? Em ăn hoài em biết mà. Em ăn hoài em biết, em ăn mà. Ôi bà, tôi không dám lớn, tôi không biết chuyện mà ai ăn đâu ăn. Không có. Chị bao nữa em gả cho thiệt. Nói chị cho em xiên bao ngon luôn. Thiệt, dẻo dai nghe. Trời ơi, em chỉ nghe nhầm được. Hai gian. Sầu riêng ly sáo đàng hoàng. Ừ, sầu riêng ly sáo rồi đó. Nó tái rồi đó chị. Mắc cỡ. Được không? Bự xíu cho tối nay em kêu ra cho chị lựa. Đứng nguyên hàng dập gì nè chị lựa nha. Nghe không? Nó dập đi đi bà. Dập đi luôn đi.
giờ em phân phòng với chị Úc, Úc Thị của mình nè. Như là mấy năm nay không có gặp. Anh gặp lại tình cảm của chị Úc ra sao rồi? Chồng con chị ra sao rồi? Bình thường. Hả? Chị nghe, em nghe nói là chị chuẩn bị có chồng mới phải không? Anh mới làm giấy chứng minh hôm qua phải không? Trời ơi hay vậy trời. Mới làm chứng minh ngày qua rồi chị dám yêu không? Liền. Ờ chị yêu rồi, rồi có gì rồi chị chơi trách nhiệm chứ không? Chưa có lọ kho đó. Đợi năm rưỡi rồi. Ờ chưa có lọ kho đó, còn mầm khum đó hiểu không? Chị này chưa cắt chỉ hả chị? Ờ đứng chỉ đó, bức chị là chưa cắt chỉ gì nữa, về chị cắt chỉ cho ảnh luôn. Ờ. Chị Úc cười đẹp quá, chị Úc cười lại vậy nè. Chị Úc ơi. Rồi sao? Có suy nghĩ từ từ không hay sao? Thôi khỏi suy nghĩ luôn chị, chơi luôn chị, suy nghĩ gì? Chơi luôn bao nhiêu mà sợ. Bao nhiêu mà không chơi. Từ từ rồi suy nghĩ rồi anh có lấy anh lấy giờ khác rồi sao bà? Không đợi. Hả? Thương rồi. Vậy hả? Rồi chị nào chị thấy chị nào tiến tới được hay sao chị nói em nghe đi. Mai đi. Mai hả? Giờ phải mì ăn liền cũng được cho chị nghe. Hôm nay chị mấy ngày chị đi, chị không gặp chị nhớ không? Chị đi chị về chị hút mũi sống á chị. Giờ chị còn mấy đồng hội, chị nói đi. 99 lần. 99 lần à. Em còn có 2 đầu à. Em mới muốn hút đầu về chung cho chồng em nữa nè. Nó làm nèm trên trên đất hoài đó. Mỗi lần em á ít bị chồng đánh lắm chị. Chồng em giờ đánh phải không? 5 triệu rồi mày, nghỉ đánh. Trời ơi, bởi vì anh hay lắm chị, bởi ít là bị chồng đánh lắm má. Nếu mà nó đánh nó cọc lên sao? Cọc lên hả? 5 triệu, nó đánh lên liền 5 triệu mà nó cọc với 10 triệu. Trời ơi. Đưa sao, đưa hai tay sao? Đưa tay nè, bên 5 triệu nè. Quẹt mát mà anh, mát mà anh, mát mà anh, quẹt nè, cái này mát quá cái em chụp rồi, bơm phun quá trời luôn, nghỉ đánh. Mai đùa chai quá trời đùa chai luôn, chị bảo. Xuất sắc. Trời ơi, chú mạnh tay lắm má. Đó, chị kia Úc nhớ phải làm giống má hai vậy không? Hay em gì nghe. Cho tôi. Đó. Dòng bánh thì móc là quơ liền nè. Đó, gì đó. Chứ phải là chồng đánh mà chạy được kêu là chớm ơi. Chồng quá tôi chết. Kêu là đánh nữa đó. Bà nội, thấy không? Phải móc ra, móc cái vúng kim liền. Bây giờ trả lời công chuyện của chị đi, em hỏi thăm chị đây, chị em vẫn nhớ chị nói đàng hoàng. Sao? Bây giờ chị có tính bước nữa hay sao? Chị nói rằng cho chị em mình biết. Nữa. Ừ. Mà bị nương. Vậy hả? Vậy hả? Đây nữa chị tính ấy được anh chị em biết đang làm. Đang làm đám tiệc rồi cho chị hiểu không? Bận mấy cái xa rê. Được em lấy mút nè. Màu gì? Có để khăn giấy. Có khăn màu trắng không chị? Trời ơi. Bên lưng nè. Chết lũy mẹ là dương ly rồi. Thấy chưa, tao nói rồi, cái cải còn. Nhà có đường nữa, đường thiên. Uống cái kiểu gì á, mấy chục ngàn ly á. Có em có cái phiếu ấy được giảm. Hả? Em cũng đợi đi. Đợi đi chứ gì trả ai giờ. Uống đi chị. Trời ơi. Chứ đây nè chị. Bây giờ phỏng vấn chị Úc rồi nghe chị Úc đi. Chị Úc phải trả lời đi cho rõ ràng đi. Cho mọi người biết chứ. Giờ chị thấy anh này á, anh chịu gặp mấy lần, chị thấy anh này được không? Thế anh Tứng được không? Dễ thương ha. Đó phải nói cho khán giả ta biết chứ. Vậy ha. Chị Úc. Cái này em đang đau bụng uống này có bán sâu lắm chị Úc rồi nè. Bé quá chị Úc ơi. Đen tại chỗ ha. Ít ải chỉa hả? Ừ. Cũng như là ải chỉa đó nghe. Quậy lên, nó có béo quậy lên, quậy điều đó. Kia tao nói ủa sao cái này quậy có đường cái này chị không ngọt thì đường đó nè. Quậy lên. Nó kem á. Nó rất kem không nó cốt. Kem. Kem béo ngon. Kem ăn sao? Kem làm.
Mất cỡ. Sợ lắm, mới sợ. Nè, nó thấy đi ra, nó dính nè. Dưa á. Đu nó đi. Thuộc đĩa quá, nó đập bóc nó rồi. Nghe chỗ quay kìa. Chỗ quay. Bây giờ chỗ qua, bây giờ chỗ có chồng. Hôm nay tài trợ chỗ qua là tất cả áo quần luôn. Đồ cưới hết trơn. Thấy không? Chị chỗ qua... Bây giờ nè. Em hỏi chị Út nè. Bây giờ em đưa ra hai bộ. Chị chọn một trong hai, hoặc là chị muốn bận hai bộ em cũng tài trợ luôn. Đó. Là một bộ em sẽ lựa cho chị là một bộ sari trắng với một bộ sari vàng, là hai bộ. Rồi chị có lấy bao tài với dưới chân không? Đã nghe biết em nói người ta sắp xếp luôn. Chị chọn đi. Dạ nghe tám. Nghe coi cái khăn nữa không? Thì tất nhiên phải có dinh hôm nữa rồi. Nói chị chọn đi. Biết mãi cho cộng dinh hôm nữa. Bây giờ là cô Út bây giờ lấy chồng, bây giờ chốt, bây giờ lấy chồng. Bây giờ cái người này ta đàng hoàng, ta không có đinh đốn cô chị Út nữa. Không có đinh như lúc trước nữa đâu. Chị Út thấy có mãn nguyện không? Chứ có đinh mà gãy răng gãy đồ. Mãn nguyện sung mà sưng đầu sưng cổ mà cạo đầu. Sung sướng cuộc đời. Đúng rồi đó, em mới đúng rồi đó. Bây giờ là chị Út mới chọn rồi đó. Chị chọn gì là mới đúng, mới chính xác. Em mới hài lòng với chị. Hiểu không? Mày cứ liền. Chơi chồng đánh chị hoài là em không hài lòng, hiểu không? Mày cứ... Ổn quá rồi, sáng chị có đưa 100.000 với gói thuốc để đào nằm không? Hẳn hồi luôn. Hẳn hồi luôn kìa. Ví dụ anh đánh chị có khóc không? Không, giả vô nữa. Giả vô luôn. Vàng vô luôn á. Chị có đòi đưa con gái đi kiếm không? Ừ. Vợ chồng đánh đập với con gái đúng không chị? Uống con gái thôi. Uống vô nhanh lên, uống vô. Đổ rồi. Bỏ đường vô, đổ vô. Trời ngổn má hơn đường vô uống. Mày đuôi hại quá trời. Mày đuôi thương má hai. Mày đuôi thương má hai. Thương má hai. Nó ghét. Chị thương. Chị nói chuyện ốc đi má ơi. Hỏi thăm bốc đi. Hết trơn luôn hả? Cậu chết rồi. Hết trơn luôn rồi. Cậu chết luôn. Hết trơn luôn rồi. Bên này mình cũng mấy ly để tặng á. Nhẹn chết luôn á. Đó là trong xô có sơ rước thôi, lúc mai sơ rước nha. Ăn không nhân được nhưng mà thử. Ủa sao anh có xôi nước nữa? Trời ơi, hở bát thôi nồi. Nồi. À. Nước giúp ăn, anh ăn được luôn chị. Bá giật lần nó vô đó nè, xôi nước ngon quá. Cái chị Kim, bà Kim ở đây nè. Mày đưa. Cho bà hai xôi nước thì được. Thế là cho bà ăn hai viên một chỗ với lại một hai muỗng lẩm chẩm nữa. Trời ơi, khóc thật. Có hai món, ba món tôi ăn không nổi luôn, nó ăn được nữa. Sao chị có chồng mà Long Xuyên không? Con chị ra cho chị chọn. Chồng chị chi không, con chi cu lai không, chị thương chị lắm. Chồng Long Xuyên. Năm có đánh nữa không? Năm có đánh. Ừ á. Chị giả mông đây nè. Nựng không hả? Nựng không mà thiệt. Ly cứng cứng nó đừng nhỏ chứ ghê. Đúng rồi em. Ly cứng lên bằng 540 đổ lên nó tươi. Bánh rồi. Nghe chị chịu ba phải không? Có. Nó chị chịu không? Bà một gà chứ đấm luôn chị. Còn cái mỏ tiên xanh nha. Bà gan. Gan dữ, gan dữ. Dữ ba ông có gì làm mẹ nhỏ em. Được đó. Vậy muốn kêu ra cho chị chọn. Ủa ba má hai lớn chưa? Dạ. Dạ chị. Ba năm mấy rồi? Năm mấy? Năm sáu. Năm sáu hả? Mà tụi chị không? Tôi dậu hả? Con gà. Dốt mới có 16 tuổi à. Chị lớn dạ. Ai? Đâu chị nhỏ hơn. Chị nhỏ em mà gì chị nhỏ em 6 tuổi em 22. Gà với Châu Hạp đó má. Vậy hả? Đúng rồi. Kia kỹ dậu đi quý sủ á. Chị Châu hả? Chị Hạp đó. Đúng cáp cho. Chị từ. Chị
Chuyên gia nói chụp lại từ từ. Kêu ra liền đi. Ok. Hả? Kêu ra liền. Trời mới cháy kêu ra liền kìa. Xíu kêu như vậy xíu kêu. Chẳng đủ xíu nước kêu chuyên gia nghe. Trời ơi anh luôn. Rồi vậy được rồi. Được. Coi 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 kiếm ai có công mệt lắm vậy đi. Hạp lắm. Ừ, nữa vậy là mà phụ em luôn. Đó. Em muốn đi cấp đi đồ đó rồi chở em đi trọng tài cho em. Được rồi, đu mẹ mày lên 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 đi, 5 5 7 7 chị 7 à. Chị 10 à. Ủa, chị 10. Ngủ đây này đi. Thôi rồi. Thiệt lắm. Không phải sao chị nó xây qua vậy nè. Sao chị làm sao nó rớt ta? Ở đây đi để chị em mình nói chuyện đi rồi nha. Nói chuyện đi. À, tối nay dùng show đi quay có hai sexy show mọi người. À tối nay mình sexy á mới tươi. Sexy show nha. Thôi uống đi đi. Đi quay.